Tôi xin bắt đầu nói về cái phẩm của cái bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, đức hạnh phẩm đệ nhất, thuyết pháp phẩm đệ nhị. Trước hết là tôi xin nói về cái ý nghĩa của cái bộ kinh gọi là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Đại Thừa là đối với Tiểu Thừa, mà kinh Tiểu Thừa thì cái nghĩa nó có vô lượng, kinh Đại Thừa thì nó mới là có vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa không có nghĩa là một câu một chữ nào đó, mà nghĩa lý vô lượng muốn nói sao cũng được, không phải như vậy. Mà vô lượng nghĩa đây có nghĩa là Đức Phật cho biết rằng là hiện tượng vạn pháp nói không có bao giờ cùng tận được, nói không bao giờ trúng được. Cũng có thể rằng là nói hoài, nói mãi, nói kiểu nào cũng không trúng, mà cũng không đạt, không trúng mà không đạt. Mà nó kề nói hoài, nói mãi, nói không trúng, nhưng mà không đạt. Bởi vì ví dụ như cái hoa này mình gọi là cái hoa lan đi, mình gọi là hoa lan thì không cần, nhưng mà thật sự không có cái gì gọi là hoa lan. Cho nên nói hoa lan thì chúng ta nhìn về là thấy nó không có thật, mọi người đều chấp nhận là hoa lan mà, nhưng mà không đúng, bởi vì tự nó không phải là hoa lan. Mà bây giờ 200 chúng dân trên thế giới này thì có 200 nước, có 200 lá cờ đó. Qua địa cầu này có 200 nước, có 200 lá cờ. Mà trong mỗi một nước vậy nó có cả hàng trăm. Như Việt Nam mình có hơn 50 chúng dân nói tiếng khác nhau. Còn như nước Nga nó có hơn 100 chúng dân, hơn 100 chúng dân. Mà qua địa cầu có 200 nước có cờ, mà trong mỗi nước có mấy trăm giống dân như vậy, có mấy chục giống dân, có cả trăm giống dân như vậy, thì họ kêu cái tên cây này, cái hoa này là họ kêu, nghĩa là họ gọi không nước nào giống nước nào. Thế thì mình gọi là lan trúng, hay là ta nói cái bông tọt te, cái bông cành á, cái bông xì tố, cái bông tô lô, dân dân và dân dân, người ta có thể nói vậy. Thế thì là cái tên nào là trúng đối với cái hoa này? Không hề có trúng, nhưng mà cũng không hề có cần. Là cứ tùy theo cái trình độ, cái hiểu biết của giống dân đó mà gọi tên gì cũng có thể là trúng, mà cũng không có cái tên nào là trúng thật. Tôi nói về ví dụ trong nước này, mình gọi là uống nước à. Rồi ví dụ như Trung Quốc gọi là nhắm xà, thế thì uống nước đúng là nhắm xà đúng. Rồi Campuchia thì gọi là phất tích, thì phất tích đúng hay là nhắm xà đúng. Rồi Mỹ gọi là tea please, xin mời uống nước giải khát, uống trà, dân dân và dân dân các nước trên thế giới thì không có cái nào đặc hết, mà cũng không có cái nào trúng hết. Để nói lên cái gì giải pháp trên cõi đời này, chúng ta phải học, phải nhận thức rằng là nói có thể trúng tất cả mà không trúng gì hết. Trúng tất cả là 200 nước, 200 giống dân nói cái tóc này có 200 tên, thì nước nào cũng tự cho rằng mình nói cái đó là trúng. Nhưng mà kỳ thật là cái tóc nước này là nước này cho tự nó, không phải là thi, không phải là trà, không phải là nhâm sĩ, không phải là phất tích gì hết. Ý nghĩa là vô lượng nghĩa là vậy.
nghĩa là không có nói cái nào đúng. Bởi vì cái giải pháp duyên sanh duyên huyễn thì cái bản chất duyên huyễn của nó là tùy theo cái duyên huyễn tâm của chúng sinh mà định nghĩa, mà nhận thức, mà hiểu biết, rồi tự mình bằng lòng với nhau. Cái vạn pháp không có cái gì nói đúng hết, không có nói cái gì đúng. Cho nên gọi là vô lượng nghĩa, là để dạy cho mọi người, mọi chúng sinh tập nhìn vạn pháp, đừng cố chấp. Mình chấp mắt là sai lầm, không bao giờ có cái thực chất của pháp gì. Ví dụ như tôi trở lại vấn đề nãy, như là qua la, như là qua kèn, trong này hai thứ. Qua kèn cũng có cái nào qua kèn thực chất, cái qua kèn tự nó có cái qua kèn có, rồi là qua la làm gì đó, cái gì đó cũng đều không có. Và các pháp như thân như quyển, rồi là dân ngôn cũng như quyển, tất cả đều như quyển. Cho nên tùy theo chủng tộc, tùy theo ngôn thuyết của mọi người, của chúng sanh mà đặt tên, mà kêu gọi. Nếu nói là như thức học á, tất cả dân ngôn đều gọi là biến kế tâm, do người ta biến kế, do người ta tưởng tượng, rồi người ta tự đặt ra nè. Cái giảm pháp không có, không có cái gì là thật, không có cái dân ngôn nào mà nói trúng được, không có cái nghĩa lý nào mà nó trúng được cái thực chất của chân lý. Cái ý nghĩa vô lượng là vậy. Thế thì bây giờ đây là cái phẩm thứ hai, là cái phẩm thuyết pháp. Những thời đại tân nguyên Bồ Tát Ma Ha Tát giữ bát dạng Bồ Tát, Ma Ha Tát thức thị kệ tán Phật dĩ, câu bạch Phật ngôn Thế Tôn ngã đẳng, bát vạn Bồ Tát chúng kiên gia dục ư Như Lai pháp chung hữu sở tư vấn, bất thẩm Thế Tôn thì mẫn thính phủ Phật cao đại tăng nghi Bồ Tát và cập bát vạn Bồ Tát ngôn thiện tai, thiện tai thiện tri thị thời túng giữ sở vấn. Đọc như vậy nè, tôi nhớ là hồi xưa là chúng tôi học kiểu vậy nè. Rồi cho tới cái năm mà năm 81, 82 tôi ra Hà Nội nè, thì các hòa thượng ở ngoài Hà Nội dạy cho học trò đó cũng học cái kiểu vậy. Vậy đâu cái kiểu này thì cái lối dạy mà trong các cái trường học sau này đó, thì cái cách của tôi mà tôi triển khai đó, là sau này bây giờ là coi như ứng dụng bằng cái kiểu của tôi dạy đó, thì đại đa số bây giờ làm vậy. Còn hồi xưa là học như cái kiểu tôi làm vậy. Mà ngoài Bắc á, đọc một câu vậy rồi á, phải có một người ở dưới đọc cơ, một cái vị nào đó tôi nói là khá là đọc rồi xong rồi là miễn có cái câu mà ngừng á, là trên này hòa thượng giảng bài đó đánh cái đen rồi nó cắt nghĩa. Đó là học kiểu cổ điển nó vậy. Thế thì bây giờ thì chịu khó để thử giữa cổ điển coi sao ha. Hồi xưa học vậy không? Có nghĩa là hồi xưa đọc vậy mà người ta cắt nghĩa từ câu đó, câu 5 chữ, 8 chữ, 7 chữ từ câu, cho nên ta học không có đọc dài như tôi đọc nãy một đoạn vậy. Rồi bây giờ cắt nghĩa vậy thôi nè. Lúc bây giờ đại trang nghiêm Bồ Tát và 80 Bồ Tát, 80 đại Bồ Tát nói một bài kệ tán thán Phật rồi,
đồng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con tám muôn đại Bồ Tát chúng nay đây muốn trước Như Lai, trong pháp hội trước Như Lai, chúng con có muốn xin được thưa hỏi, kính mong Thế Tôn nhủ lòng từ bi thương xót mà chấp nhận cho. Chẳng hay Đức Thế Tôn có cho phép chúng con được hỏi không? Tại cái câu đó tôi đọc tôi nói vậy nè. Rồi bây giờ cái Phật nói tiếp nè: Phật cáo lại Trang Nghiêm Bồ Tát, cặp bát vàng Bồ Tát ngôn: Thiện tai, thiện tai. Phật bảo tám muôn Bồ Tát và đại Trang Nghiêm Bồ Tát rằng: Rất tốt, rất tốt các ông. Thế Tôn cho phép các ông được hỏi. Đức Phật trả lời: Thiện nam tử, thiện tri sự thời, tứ ngữ sở danh. Các ông hỏi là đúng lúc đấy, Như Lai cho phép các ông hỏi. Như Lai bất cửu, đương bát niết bàn chi hậu, hổ linh nhất thiết, vô phục diêu nghi, dục hà sở dấn, tiện khả thuyết giả. Đức Phật nói rằng là Đức Phật Như Lai không còn bao lâu nữa sẽ nhập niết bàn. Các ông sẽ ra niết bàn không còn ở hiện đời nữa. Vì tất cả các ông có những điều gì nghi hoặc muốn hỏi thì cứ hỏi đi, ta sẽ nói cho, Như Lai sẽ nói cho. Thì ở đây có cái chỗ này cần để ý nè. Cái kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này là trước khi mà nói kinh Pháp Hoa, trước khi nói kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa Niết Bàn tổng bát nghiêng là kinh Pháp Hoa, và kinh Niết Bàn là cái hệ tư tưởng, đó là cái hệ tư tưởng cuối cùng của cuộc đời Đức Phật. Cho nên trước khi mà Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật mới nói cái kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này, rồi sau đó Phật mới nói cái kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. Do vậy mà cái lời của Đại Trang Nghiêm Bồ Tát cùng tám muôn Bồ Tát hỏi đây, Đức Phật nói rằng là được rồi, ta không còn bao lâu nữa ta sẽ nhập Niết Bàn đấy. Bởi cái bộ kinh này là cái tư tưởng Đại Thừa tối hậu, Phật cho phép hỏi, cho nên nó sâu lắm. Khi mà nói tới cái chữ mà nhập Niết Bàn ở trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này thì nó có khác với cái Niết Bàn của tiểu thừa. Niết Bàn của Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa là đại Niết Bàn, cho nên là khi nào mà các vị nghe kinh mà kinh nghe cái từ Niết Bàn ở trong các kinh cùng với cái chữ đại Niết Bàn nó có khác nhau. Thường thường ví dụ như là những cái hàng thanh văn duyên giác mà tu hành mà được chứng được Niết Bàn cùng với Đức Phật nhập đại Niết Bàn, hai cái đó khác nhau. Cái Niết Bàn của thanh văn duyên giác mà gọi là nhập Niết Bàn là các vị đó đoạn trừ phiền não, đoạn trừ kiến hoặc, tư hoặc. Đâu trực kiếm hoặc tư hoặc là đã có được Niết Bàn rồi. Kiếm hoặc là thân kiến, viên kiến và kiến thủ, giới cấm thủ. Tư hoặc là tham sân si mạng nghi. Đoạn cái phần thô thôi, chứ còn cái phần mà chủng tử vi tế chưa có đoạn hết. Mà đó đó là đã được Niết Bàn rồi. Vì vậy cho nên là khi mà nó tới cái chữ Niết Bàn, nó là Niết Bàn tự thừa khác mà Niết Bàn của Đại Thừa khác.
cái bài mà được gọi là đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc như tôi vừa nói thì có được cái niết bàn. Vậy thì niết bàn đó là gì? Niết bàn đó tôi định nghĩa là niết mà không bàn là tham, không tham, không còn cái tham thô, cái tham thô trọng mà không tham là niết bàn, niết là không, bàn là sân, không còn cái tâm sân hận là người đó có niết bàn rồi. Niết là không, bàn là si, không còn vô minh, không còn si mê là có niết bàn. Niết là không, bàn là mạng, không còn kiêu mạng là được niết bàn rồi. Niết là không, bàn là nghi, không còn nghi ngờ là có niết bàn rồi. Và niết là không, bàn là thân kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ, là giới cấm thủ. Không có phân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ là được niết bàn rồi. Thế thì cái bàn đó là vẫn còn nghi, còn đứng, còn sinh hoạt, còn nghi thức thực hàng ngày. Mà các vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đã có được niết bàn. Thế thì niết bàn như vậy là niết bàn của tiểu thừa này. Nó khác với cái chữ niết bàn ở đây. Họ nói được rồi, Đại Trang Nghiêm Bồ Tát cùng 8 vạn Bồ Tát cứ hỏi đi, Như Lai không còn bao lâu nữa sẽ nhập đại niết bàn. Niết bàn này khác à? Đại niết bàn là gì? Tức là Như Lai không còn hiện hữu cái thân là ngũ uẩn tứ đại trên cõi đời. Nhưng mà Như Lai thì nhập đại niết bàn là trở về với cái bản thể chân như thanh tịnh mà bất biến, bất di bất dịch, hiện hữu và tồn tại ở trong bốn cái đức gọi là thường, lạc, ngã và tịnh. Như Lai còn không bao lâu nữa Như Lai sẽ nhập niết bàn, các ông cứ hỏi đi. Tức là Như Lai muốn giới thiệu, muốn nói về đại niết bàn. Đại niết bàn cũng gọi là đại mát niết bàn, là Như Lai trở về với cái bản thể tên như thường lạc ngã tịnh. Thường có nghĩa là hiện hữu tồn tại vĩnh cửu, không có biến hoại, không có lúc có lúc không, lúc còn lúc mất. Lạc là Như Lai trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên, không hề có phiền não vô minh. Vì không hề có phiền não vô minh cho nên không có cái điều kiện khuấy là khuấy động tâm tư làm vấn đục trí tuệ. Mà Như Lai là thanh tịnh, trong sáng, vắng lặng, mà không có mọi điều đau khổ ràng buộc được, gọi là lạc, thường lạc. Và Như Lai trở về với cái thể chân như bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ. Tức là trở về cái bản thể chân như, như như bất động, bất tất cả, nghĩa là không có cái gì mà khuấy động được cái bản thể chân như thanh tịnh đó, gọi đó là ngã. Ngã tức là hiện hữu về tồn tại vĩnh cửu mà bất động như như, gọi là ngã. Tịnh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó, nó trong sáng, nó thanh tịnh như hư không, không hề có một sự vấn đục nào khuấy động. Thế thì là Như Lai trở về với bốn cái đức chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân là mình nói nghe cho nó thêm một cái chữ chân, cái sự thật là không được dùng chữ chân. Bởi vì nếu mà còn nói chân thường tức là nó còn có hà, nó còn có đối đãi với cái không chân. Tại đây là thường, lạc, ngã, tịnh. Trở về như bản thể chân như bất sanh bất diệt, không sanh không diệt, không thêm không mất, không ra không vào, không tới không lui, không một không khác. Trở về với bản thể chân như đó, gọi đó là nhập đại niết bàn. Và cái thể đó, cái thể mà không sanh không diệt, không tới không lui, không
nhờ trong trần trong thêm trong bất đó đó, nó hiện hữu tồn tại cấp cấp không gian vô tận, cấp thời gian vô cùng, không có lúc nào không còn. Vì vậy cho nên là khi mà nói tới mà Như Lai nhập Niết Bàn đó, tức là Như Lai trở về với cái hòa nhập với cái pháp thân thanh tịnh chân như hiện hữu tồn tại trong quá khứ hiện tại và Như Lai, không có lúc nào mắng bóc gọi là pháp thân Như Lai. Như Lai trở về với pháp thân Như Lai. Còn cái thân mà của Đức Phật Thích Ca hiện hữu mà chúng ta tôn trọng là bổn sư đấy, là ứng thân trong một giai đoạn 80 năm. Còn cái pháp thân là cái thể thân tịnh thật sự thường là ngã tịnh đó. Cái đó mới là Như Lai mà trở về với cái thể đó, đó gọi là Như Lai pháp thân, gọi là nhập đại niết bàn. Vì vậy cho nên là cái người tiểu thừa đó thì thấy rằng là Như Lai 80 tuổi nhập niết bàn, coi như là Như Lai mất đi, hay là nói theo thông thường là người ta kể như là con người tới 80 tuổi là chết thì ai cũng chết, mà Như Lai cũng tới 80 tuổi chết, cho nên Như Lai không còn trên thế gian. Đó là theo cái tư tưởng, cái quan niệm của phàm phu và tiểu thừa. Còn cái quan điểm của đại thừa đó thì Như Lai là không còn cái thân hiện hữu của thất đại của ngũ uẩn, nhưng mà Như Lai vẫn hiện hữu trong hiện hữu trong ba ngàn, nghĩa là trong quá khứ hiện tại Như Lai không có lúc nào là không có Như Lai hiện hữu. Cho nên cái tư tưởng của người đại thừa đó là hiện giờ là chúng ta ngồi đây là ngồi trong hào quang của Như Lai, ngồi sống trong cái phước đức, cái trí tuệ trong hào quang của Như Lai, trong pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Vì vậy cho nên là cái tư tưởng đại thừa ta gọi là chư Phật pháp thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng chung, chúng sanh tâm tưởng Phật thời, thị tâm tất thị tam thập nhị tướng bát thập chúng hào. Có nghĩa là pháp thân của chư Phật Như Lai đã khắp cùng trong quá khứ hiện tại Như Lai, giống như hư không. Quá khứ không lúc nào tạm giác, hiện tại cũng không lúc nào tạm giác hư không, và tương lai cũng không có lúc nào tạm vắng hư không. Pháp thân Phật ví như hư không, cho nên trong một cái lỗ chân lông của chúng ta cũng có hư không len lỏi vào trong nó rồi. Trong tâm trí của chúng ta mà ngày khi nào mà chúng ta còn sống, còn nhận thức, còn biết là đã có hư không, có không khí, có, nói cho khoa học có người gọi là có oxy để mà thở, để mà sống. Thì pháp tâm Phật á cũng giống như hư không, cũng giống như không khí, cũng giống như oxy vậy, đã len lỏi sẵn vào và tan quyện vào trong tâm tưởng của mọi người rồi. Chẳng qua là mọi người không có trí tuệ, không có nhận biết được cái pháp thân thanh tịnh của hư không đã len lỏi sẵn trong tâm tưởng của ta, cho nên ta không biết Phật, ta không biết pháp thân Như Lai đấy thôi. Cho nên chúng ta mà khi nào mà cái tâm tưởng của chúng ta mà trong sáng, mà thanh tịnh, thì cái tâm của chúng ta là 32 tướng, là 80 vẻ đẹp, là pháp thân cùng với pháp thân Phật mười phương không hề có sai khác. Cái chỗ tự tưởng của đại thừa là cái chỗ đó. Cho nên cái người đại thừa ta tu có cầu ở cái bên ngoài. Ngay con người của chúng ta là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là thân. Đặc biệt là lúc nào chúng ta cũng biết thì coi như không có. Cũng giống như là chúng ta ngồi dậy trong người chúng ta là thở bằng oxy đó chứ, nhờ có oxy mà chúng ta sống đó chứ. Nhưng mà có ai biết rằng là mình nhờ oxy đâu? Chỉ có những cái nhà bác học, bác sĩ nó phân chất ra rằng là trong này nó có là carbonic, nó có kháng khí, nó có đạm khí, nó có oxy, nó có nitơ vân vân. Mà cái sống của người là do dưỡng khí, do oxy. Thì biết rằng là sống con người sống do oxy, do dưỡng khí là chỉ có những cái nhà khoa học mới biết. Còn người thường không ai biết, không ai biết mà ta vẫn cứ sống, sống mà không biết rằng mình nhờ oxy. Chỉ có những nhà khoa học mới biết rằng là con người sống nhờ oxy. Thế thì là cái Phật tâm của phàm phu cũng vậy.
chứ không chỉ là pháp giới thân. Pháp giới thân cái pháp thân Phật đó, đã len lỏi, đã thắng vào, đã trà trộn, đã hòa tan vào trong tâm tưởng của chúng sanh rồi, mà chúng sanh không hề biết. Khi nào mà chúng sanh cái tâm tưởng Phật, niệm Phật thanh tịnh, thì tâm đó là 32 tướng tốt, là 80 giờ đẹp, là cùng với pháp thân Phật hòa tan hợp nhau rồi đó. Còn nếu như cái tâm mà Phật phu trượt cấu vô minh về não đầy nhảy thì hoàn toàn không hề biết, không hề biết rằng mình có cái 32 tướng tốt, 80 giờ đẹp, không hề biết có pháp thân Phật hòa tan nguyện vào trong tâm tưởng của chúng ta. Đây là cái từ mà Niết Bàn của kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa phải hiểu khác hơn về cái từ Niết Bàn thông thường của tiểu thừa. Do vậy mà Niết Bàn của tiểu thừa ta gọi là hữu duy Niết Bàn. Trong Niết Bàn đó là những người mà còn những phiền não vô minh chi tế vẫn hưởng được cái Niết Bàn của tiểu thừa. Còn Niết Bàn của Đại Thừa thì cái Niết Bàn này gọi là Đại Niết Bàn, là như hiện giờ Pháp Tịnh Như Lai là biết cái thiết xứ. Chúng ta sống trong Pháp Tịnh Như Lai, cho nên khi mà tâm chúng ta mà thanh tịnh thì tâm đó là Phật, là Pháp thân, tâm ta cùng Pháp Tịnh Như Lai là một. Chỗ đó là cái chỗ mà ở đây nói gì Như Lai là không có lâu nữa, tầm trong thứ ba các ông muốn hỏi gì là hỏi. Lúc bây giờ Đại Trang Nghiêm Bồ Tát cùng với các 8 môn Đại Bồ Tát đồng thanh hỏi: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát muốn được mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nên tu hành những cái pháp môn gì, những pháp gì có thể khiến cho Đại Bồ Tát mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật cáo Đại Tăng Nghiêm Bồ Tát và 8 môn Bồ Tát rằng: Phật bảo Đại Tăng Nghiêm Bồ Tát và 8 môn Bồ Tát rằng: Này Thiện Nam Tử, có một pháp môn nó có thể khiến cho Bồ Tát mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có Bồ Tát nào học cái pháp môn đó thời có thể mau được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật nó có một cái pháp môn mà có thể khiến cho hàng Đại Bồ Tát mau thành. Mà cái pháp môn đó, cái danh tự của nó là chi, cái nghĩa lý của nó như thế nào, và các hàng Bồ Tát phải làm thế nào, tu hành như thế nào để mà được mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Đức Phật nói: Này Thiện Nam Tử, cái pháp môn đó tên là Vô Lượng Nghĩa. Tu cái pháp môn này là pháp môn này Bồ Tát tu mà mau thành Phật là tu pháp môn kêu là Vô Lượng Nghĩa. Bồ Tát muốn được tu học cái pháp môn Vô Lượng Nghĩa này thì cần phải quán sát tất cả pháp từ xưa tới nay tánh tướng vắng lặng. Cái chỗ này tôi nghiên cứu nhiều kinh lắm, hiện giờ tôi nghiên cứu rất kỹ về kinh Đại Đức Phật và tôi nghiên cứu rất kỹ về kinh Hoa Nghiêm. Hiện giờ nghiên cứu rất kỹ về kinh Hoa Nghiêm. Còn như các cái bộ Pháp Hoa như Kim Ma Cật và các bộ Đại Thừa mà tôi đã nén rồi, hiện giờ là nó có hết hải lầu rồi, là mười mấy cái bộ kinh Đại Thừa ở trong 700 cái băng. Tôi giải từ trước tới giờ là hơn 1000 cái băng cassette, nhưng mà có những cái bộ giải 2 lần, thành ra là chưa bớt ra. Cái nén mỗi bộ vậy là vậy, 1 lần thôi. Thành ra hiện giờ cái bộ băng đĩa này có 33 đĩa, là cỡ đâu
700 cái băng cassette. Cái dưới là chụp đỉnh gì đó. Thì tôi nghiên cứu tất cả các kinh đó. Bây giờ đọc qua thấy câu này nè. Cái pháp mà đại thừa vô lượng nghĩa là tu học đó, là nên quán sát tất cả các pháp tự bổn với kim. Tự bổn là kim, tính tướng không tịch, vô đại vô tiểu, vô sanh vô diệt, phi trụ phi động, bất tiết bất thối, vô như hư không, vô hữu vị pháp, nhiều nhi tư túc sanh, hư vọng hoạnh kế, thị thử thị bỉ, thị đắc thị thất, khởi bất thiện niệm, tạo chúng ác nghiệp, luân hồi lục thú, bị thọ khổ độc, vô lượng ức kiếp, bất năng tự xuất. Cái đoạn này là cái nồng cốt của cái việc tu hành này nha. Là tôi để ý là không có cái gì sâu sắc lắm đâu, nhưng mà thật sự giải pháp là Đức Phật dạy rằng là Bồ Tát, Ma Tát, các Đại Bồ Tát là tu cái pháp môn vô lượng nghĩa này đó, là quan sát tất cả pháp từ xưa tới nay, tánh tướng vắng lặng. Vắng lặng có nghĩa là nó không là gì hết. Mà đây là đại thừa vô lượng nghĩa nè. Còn cái tấm qua đó thì nói rằng là chư pháp cùng bản lai thường tự tịch diệt tốt, giống như chữ pháp hoàng này, chứ không tịch ở đây. Các pháp tự xưa nay tánh của nó cũng như tốt của nó vốn là cái thể vắng lặng. Nó tư nó là vắng lặng, không có lớn, không có nhỏ, không có sanh, không có diệt, không phải trụ, không phải động, không phải tiếng, không phải thối, như hư không. Đây là đại thừa vô lượng nghĩa là này. Do vậy cho nên mình nói cái gì cũng không đúng hết. Các pháp từ xưa nay tánh tướng thường tự vắng lặng, nó không lớn, nó không nhỏ, nó không sanh, nó không diệt, nó không động, nó không tỉnh, nó không tiến, nó không thối, nó không một, nó không khác, nó không đoạn, nó không thường. À, nó như hư không, không có cái thứ hai, không có thứ hai. Tại vì cái chỗ này là cái chỗ hết sức sâu sắc. Các pháp của tâm định nó mới là nó tịch diệt. Vậy thì bây giờ là chúng ta thấy đây này sao? Núi sông đất liền, trời xanh mây nước, cỏ cây hoa lá, động vật thực vật khoáng vật xung quanh đều đều. Vậy thì cái đó là cái có đó, là có hay là không có, là tịch diệt hay là không tịch diệt, là vắng lặng hay là không vắng lặng. Chỗ này là cái chỗ mà là ai là cái người tu hành đó là gần là mỗi buổi tối mà gọi là tọa thiền chỉ quán gì đó là nên ý. Thật sự là các pháp vắng lặng đó, cái vấn lặng của con người, của tâm con người. Mà nếu chúng ta đi sâu vào cái vấn lặng của tâm con người thì tâm con người cũng hoàn toàn vắng lặng, không hề có một cái tí ti khổ đau nào ở trong cái tâm của ta đâu nhé. Tâm của ta nó vắng lặng, nó thanh tịnh giống như là mặt nước mà ở trong một cái hồ, ở trong cái hồ kín vậy, trong một cái hồ mà kính mà đổ nước vô để trong nhà không có gió, nó vắng lặng vậy nè, nó thanh tịnh vậy, nó vắng lặng yên lặng như tờ, như nước đổ trong cái lò, cái lồng kính vậy, không ai động địa vậy. Nhưng mà thật sự cái sống của chúng sinh, của con người chúng ta hàng ngày y như là cái mặt nước của Vũng Tàu, Bà Rịa, Bình Châu, Mũi Né, Cà Mau. Thế thì cái mặt nước hồ ạt lô nhô như Bình Châu, như Mũi Né, như Vũng Tàu, như Bà Rịa đó, nước đó, cái mặt nước nó không phải là mặt nước thật của biển. Mà cái mặt nước thật của biển có khi một người sống 100 năm mỗi ngày đi ra 4-3 lần mà không hề thấy được cái mặt nước thật của nước biển.
cái mặt nước thật của nước biển. Chúng ta muốn biết nó, chúng ta phải đưa nó trong một cái hồ mà không có gió lớn gió nhỏ gì trao động này, thì từ đó chúng ta mới thấy thật. Cái thật là cái thật thấy cái mặt nước biển. Cũng như vậy, chúng ta sống hàng ngày về sinh hoạt này, chúng ta không thấy được cái tốt tịch diệt của tâm là khi pháp tùng mang lại thường tự tịch diệt, chúng ta không thấy được cái tốt tịch diệt đó. Nhìn điện tự giả hát, chúng ta mua bán đổi giác lường, thăng cao đâu nó thách nó thích, nó cao nó thấp đủ chứ. Dựa trên cái hiện tượng sự vật này mà chúng ta vận dụng nó bằng trăm ngàn muôn cách trao đổi qua lại, hơn thua phải quấy tốt xấu, đau khổ vì cỏ, vì cây, vì hoa, vì lá, vì những thức ăn được, thức ăn không được, những đồ cần dùng, làm cho hiện tượng nhà pháp không còn cái thức tịch diệt của nó. Chứ thật sự hiện tượng nhà pháp là cái thức tịch diệt của nó là gì? Là tự nó không hề là nguyên nhân đau khổ cho bất cứ ai. Vậy mà mình do sự sống, sự sinh hoạt của con người, do không có giữ gìn được cái lòng từ đại bi, đại hỷ, đại xã để mà trang trải trong cuộc sống với nhau. Vì vậy mà người này lấy được nhiều đem bán cho người kia, đem bán người kia thì phải lấy giá cho mắt người kia, là dành việc cái nợ đem đổi lại bán giá cho mắt. Bán ra bán lại, trao đổi nhau không bằng lòng rồi thì là giống như là cá ba sa Việt Nam đi qua Mỹ nói sao bán phải giá của tôi cho bán. Thế là tự qua tự lại, kiểm có lôi cả quốc tế, mà kiểm quốc tế không xong là có thể là chiến tranh chéo với nhau vì cá ba sa, vì cái giá tôm càng xanh tôm suốt. Chứ thật sự tôm càng xanh tôm suốt cá ba sa cũng không phải là nguyên nhân đau khổ của cho con người. Vậy mà con người vận dụng, con người xài các cái vật đó, con người mà làm cho nó mất đi cái tính tịch diệt bất lạnh thanh tịnh của nó, và là nguyên nhân đau khổ cho con người, thậm chí là cả chiến tranh cục bộ, và tệ hơn nữa là nó lan tràn cả chiến tranh đại chiến thế giới cũng có, là tại vì con người không sử dụng được đại từ đại bi đại hiện đại xã để mà trang trải, để mà chia ra cái quyền lại mà sống với nhau. Cho nên cạnh tranh về lợi mà làm cho mất cái tính tịch diệt thanh tịnh của bản thân. Đó là cái tính tịch diệt của giải pháp chúng ta làm tự làm cho nó mất. Rồi cái tâm mà vất lạc của chúng ta, chiêu pháp mà trong đó có cái pháp ngoại pháp, là những cái loài sự vật vô tình của ngoại pháp. Còn như nội pháp đó là cái tâm tưởng của con người, là tâm tưởng của người, là của những loài động vật có tâm tưởng. Tâm tưởng chúng ta cũng không hề thấy. Con người sống hàng ngày có khi sống tới 100 tuổi mà không hề thấy gặp được cái tâm của mình. Cái tâm của mình là cái tâm thật của mình á, là thường trú trên tâm. Cái tâm thật của mình ở luôn với mình, mà cái tâm thật mình ở luôn với mình nó thì nó giống như là cái mặt nước hồ, mặt nước trong một cái hồ bằng gương, trong cái hồ mà không có sóng gió, nó tịch tịnh, nó vắng lặng như vậy. Nhưng mà đời nào mình thấy không, mấy mươi năm trời trong cuộc sống không ai thấy được cái tâm của mình. Kinh Lăng Nghiêm gọi là thể tánh tịnh minh, cái tánh là đúng về mình bản thể kinh như là nó rất là thanh tịnh và nó rất là sáng suốt. Mà mình sống mấy mươi tuổi, cả trăm tuổi mà không hề thấy được cái thể tánh tịnh và minh đó. Hằng ngày mình cứ vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu tham sân si mạng nghi dân và dân kiếm hoặc tư hoặc trần xa hoặc vô minh hoặc đầy này. Cho nên cái thể tánh tịnh minh của mình vốn có mà mình không hề gặp. Các pháp từ xưa nay, cái tánh vốn nó thường tự tịch diệt mà mình không hề gặp cái tịch diệt nó bao giờ. Vạn pháp cũng tịch diệt về khoáng vật, thực vật cũng
tịch diệt. Rồi động vật là con người, đất nước cũng tự tịch diệt. Vậy mà con người không hề gặp cái tánh tịch diệt đó. Ê, chỗ đó là cái chỗ khó đó. Ở đây nó nói là cái pháp từ xưa nay, không sanh không diệt, không đến không đi, không qua không lại, không lớn không nhỏ, không động không tĩnh, không tiến không thối, nó giống như hư không vậy. Kinh Pháp Hoa gọi là cái pháp tùng mãn lại, thường tự tịch diệt luôn, gồm cả hữu tình vô tình. Từ xưa nay tính của nó cũng như tướng nó là thường tự vắng lặng, tự tịch diệt. Chỗ đó là tôi coi cho mình có gặp lần nào không, không khéo mình không có gặp một lần nữa nha. Nếu mà không biết tu tập, không biết tư duy, không có quán chiếu là sống mấy mươi năm không hề gặp tâm thường trú chân tâm của mình một lần, không hề thấy cái tướng, cái tánh tướng tịch diệt của mình một lần. Mà muốn thấy cái đó, muốn gặp cái đó là chỉ có cách là phải tu tập. Tu tập như quyến tâm ở đề sau này ta sẽ nói. Tu tập nghĩa là làm thế nào cho tới nhận thức được cái tánh tướng giải pháp là không tịch, là vắng lặng, là không có gì. Là không có gì cũng giống như là cái móng trời mình nhìn nó có bảy màu, ta gọi là bảy sắc cầu vồng ha. Hình dung trong tivi mình thấy ta gọi là bảy sắc cầu vồng, nó có bảy màu như vậy. Nhưng mà bảy màu như vậy thì thật là không hề có màu nào ở đâu cả. À, tuy nhiên quán chiếu với chỗ cái móng trời bảy màu, không ai cũng nhận được bảy màu đó, rằng là bảy màu đó không có. Nhưng mà thật sự là nó không có này, không hề có màu nào. Cho nên sau một giờ, nửa giờ đồng hồ gì đó, cái móng bảy, móng trời bảy màu đó nó tan biến đi, thì đố ai mà tìm coi cái màu đỏ nó tan biến nó, rồi nó rớt ở đâu, nó thành cái gì. Cái màu xanh đậm, cái màu xanh vợt, cái màu tím, cái màu nâu đó, nó rớt ra đâu, nó thành cái gì, nó biến ra cái gì, không bao giờ có. Cái tịch diệt của các pháp cũng y như vậy. Các pháp từ xưa nay thường tự tánh tướng, thường tự mắng lặng, tịch diệt cũng y như vậy. Cái pháp duyên sinh duyên quyển nó màu nhiệm lạ lùng, bảy màu bảy sắc cầu vồng đó, khi ta biết đố ai tìm có, không có gì, nó không là cái gì hết. Không là cái gì hết, là lẽ ra nó không có chứ. Vậy mà có mà không được gọi là có mà không là cái gì hết. Tánh tướng của các pháp từ xưa nay là vậy. Nhưng mà chúng sanh không biết. À, chúng sanh thì khởi cái niệm thiện nè, niệm ác nè ha, là đây là kia nè, đây là kia đó. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã là gọi là chấp bốn tướng. Bốn tướng đó là tướng ngã, là bản thân mình, tướng nhân là bản thân của người khác, tướng chúng sanh là như người hợp lại, tướng thọ giả là tướng sống lâu chết yểu, tồn tại ngắn dài, gọi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ mạng tướng. Do chấp bốn tướng đó là bốn tướng căn bản, mà nó có, nó khởi ra những cái niệm, cái nghiệp thiện, bất thiện, tạo ra các cái nguyên nhân của, cái nguyên nhân của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, của người, của trời, của Atula, nó làm cho luân chuyển trong lục khu. Là tại vì cái chấp, chấp là đây là kia, là phải, là quý, là tốt, là xấu, là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, họ giả tướng. Quên mất đi cái tánh tốt tịch diệt của các pháp từ xưa nay. Cho nên là trong cái giới tu hành của chúng ta đó nè, cái người nào mà người ta nói mình thiệt thà, mình ngu, mình không có biết cạnh tranh để làm gì
giàu làm có để lúc lên trên người ta có danh vọng địa vị này kia. Nếu như mình bằng lòng mà mình chấp nhận mà mình là sống ở trong cái cảnh đó, theo tôi thì là tốt, không có sống đâu. Các vị nào mà đôi người ta nói là thiệt thà, là khờ khạo, là dại dột, là không có âm mưu, là không có thủ đoạn, cho nên là chẳng có danh vọng lớn, chẳng có địa vị cao, chẳng có sự nghiệp nhiều, nên mừng đừng sợ. Theo tôi là vậy. Còn danh vọng lớn, địa vị cao, sự nghiệp to, được rồi mọi người quan tâm đến, cái đó so với đạo Phật, vì giáo lý liễu quý thôi rồi thì cái đó không quý, nhưng mà phàm phu thì cho quý, mà giáo lý thượng thừa của đạo Phật thì cái đó không quý. Cái đó là nguyên nhân của khổ nạn, của luân chuyển sinh tử lục đạo. Cho nên cái đoạn này rất là sâu đó, phàm phu không biết cho là thấy là được hay là mất, khởi ra cái niệm thiện bất thiện, tạo ra những cái điều, những ác điều bất thiện mà luân hồi trong trong sáu đẻo, chịu các cái điều khổ độc vô lượng, ức kiếp không thể tự ra. Khi mà tạo ác nghiệp rồi thì con nó sẽ dần ức kiếp không thể tự ra, bởi vì không có nguyên nhân để ra. Nếu mình làm cái gì thì nó theo cái nghiệp đấy thôi. Giống như mình ở thế gian ở đây cũng vậy, người nào mà tu hành là không có tài sản sự nghiệp gì hết á, thì muốn ở đâu đó cũng được, muốn đi thì đi, muốn ngủ gốc cây ngủ, muốn ngủ đình của chùa của miếu gì hồi xưa thấy cái thể là vậy, ngủ đâu ngủ cũng có vậy. Tại sao vậy? Tại vì không có gì hết, cho nên muốn ra đâu ra, muốn vào đâu vào, muốn đến đâu đến, muốn ở đâu ở, muốn gần gần, muốn đi đi. Chứ bây giờ nếu như các vị mà có cái chùa mà nguyên nhân đồ sộ nghĩa là 50 tỷ bạc rồi á, là tiệm nghi đầy đủ rồi, là các vị thể các vị không có tự ra được. Các vị cứ luân hồi đó, là trong cái ngàn thước đất đó, 2000 thước đất đó, đi tới đi lui đi qua đi lại, kiểm tra coi cái nào hư cái nào ấy, ai xài cái nào gì đó, cứ rầy la ó ép hoài, không có ra khỏi cái chùa được. Đi chơi nửa tháng không dám đi, vì ở nhà không có người quản lý, không ai coi, không ai rầy, hư hao hết. Cho nên là khi mà đã là chấp nhận cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng nội giả rồi, là thị phi nhân ngã phải quyết tốt xấu hơn thua rồi, là luân hồi sinh tử mãi ức kiếp, vô lượng ức kiếp mà không thể tự ra. Giống như mình có đồ đạc, có sự kiện trong chùa lớn là không đi đâu được. Cho nên là các cái người mà làm ăn lớn, mình không biết, mình thấy người ta làm giám đốc, tổng giám đốc, hay là người ta có cái 2-3 cái tiệm tạp quá mà lớn mà bằng tỷ tỷ tỷ, mình không biết, mình thấy mình phục người ta ha, phục quá, giàu quá, sự nghiệp lớn quá, nhưng mà thật sự các gì không có biết đó, chứ thua với Phật sao, thua các bậc A La Hán, thua những người khất sĩ sao. Mấy năm trước tôi nghe nói có vị đi sư nào đó là đi khất sĩ, mà nghĩa là đi từ Nam ra Trung, rồi từ Trung trở về Nam, muốn đi đâu đi mà không có ghé, không có gần đâu, gặp đâu cũng đang đó. Tôi nghe cái đó rất là hay, chính sống của Đức Phật là phải vậy. Còn những vị nào mà có chùa lớn mà lớn mà lại đẹp đó, mà lại giàu, lại trong đó có kinh doanh nhiều thứ nha, thì coi như là cái kén con tầm vậy thôi. Còn mình và không có tự mình nhả tơ, tự mình quấn cái kén rồi mình ba quấn mình không, không tự ra. Thì trên cái công việc mà làm ăn ở thế gian nó đã vậy, thì cái việc tu hành cũng như vậy. Khi mà tiền tài danh vọng sự nghiệp lại lọc mà càng nhiều càng lớn thì là luân hồi sẽ tự mãi không thể tự ra, vì lợi hại lợi suy quỷ dự cơ sinh khổ nạn, tám cái thứ đó gọi là bát thông ha, ràng buộc đó, thổi qua thổi lại, ngã tới ngã lui, tự chống chọi và tự thích thú, không bao giờ ra khỏi. Bồ Tát, Đại Bồ Tát quán sát như thế thì sinh cái lòng thương xót, phát đại bi
phát cái tâm đại bi. À, muốn cứu mà cứu vớt chúng sanh, đó là tu cái pháp đó. Tu cái pháp đó là mau thâm nhập, mau thành tựu vô thượng nhất tánh chánh giác. Phải thấy chừng được cái tính tướng của các pháp là vắng lặng, phải nhận thức là tính tướng các pháp là phân tịnh, không sanh không diệt, không đến không đi. Cái chỗ đó là cái chỗ khó đó, nghe cái chữ bất sanh bất diệt đấy. Các pháp bất sanh cơ tầng gian vậy mà mình gọi là bất sanh là sao? Nhưng mà phải thấy cho được là cái sanh đó là cái sanh duyên sanh như quyết. Cho nên cái người nào mà tu mà muốn đi cao trên con đường đạo là phải tỏ ngộ cái chân lý vô sanh. Bên đại thừa người ta rất là chú trọng cái từ vô sanh. À, ví dụ như cái bài nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa nghi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát đi bạn lữ. Theo pháp môn tịnh độ, muốn giải sanh tịnh độ là trước khi mà vãng sanh tịnh độ đó là phải cái hoa sen nó nở rồi, cái người tu hành đó phải tỏ ngộ cái chân lý vô sanh. Chứ không có tỏ ngộ cái chân lý vô sanh thì không có thành đạo chứng quả gì được. Tỏ ngộ chân lý vô sanh là thế nào? Là phải nhận chân được sự vật hiện tượng sanh mà kỳ thật không có thật sanh. Không thật sanh thì sao, tại sao nó có? Cái có đó là cái có như nguyện. Cái sanh đó gọi là duyên sanh, còn cái có đó là cái có như nguyện. Y như cái móng mà tôi ví dụ hồi nãy đó. Cái sanh của cái móng, cái gì sanh ra cái móng, bảy sắc cầu vồng phải vào, không hề có cái gì hết. Vậy mà cái móng phải sắc cầu vồng, ai cũng thấy là nó có sao. Rồi ai cũng nhận rằng là có cái móng bảy sắc cầu vồng nào mà sao lại gọi là không có. Nhưng mà cái người trí, người ta mới biết rằng là cái sân của cái móng đó kỳ thật là vô sân. Mà cái có của cái móng bảy sắc cầu vồng đó kỳ thật là cái có như huyết. Vậy mà đâu biết nó như huyết, bởi vì khi nó ta tan rã cái mấy cái màu đó, nếu ai từ kiếm nó còn ở đâu. Cho nên cái người mà ngộ được cái chân lý duyên sanh như quyển là dựa vào cái móng, cái bảy sắc cầu vồng để mà tư duy mà quán chiếu. Còn sự vật thế gian này cũng như vậy, cái mà chúng ta thấy có ở đây đó là tại vì chúng ta sống trong mộng tưởng mà chúng ta thấy nó có. Cách đây mấy hai ba năm rồi đó, tôi có viết một cái bài để tôi gửi cho Phật tử trong lúc Tết chúc Tết. Ngủ nhắm mắt sự việc hoàn toàn không, nhưng mà cái người ngủ nhắm mắt nó thấy có nhà cửa tàu bè xe cộ bạn bè trai gái thương ghét yêu đương trong đó. Cái điều nhắm ngủ nhắm mắt sự việc hoàn toàn không mà thấy có là mộng. Thức mở mắt hiện tượng sự vật hoàn toàn là giả có mà mình cho là thật, đó là tưởng, sống bằng tưởng. À, đây là nó có cái là ngủ nhắm mắt sự vật hoàn toàn không thấy có là mộng, thức mở mắt sự vật hoàn toàn là giả có mà mình nói là thật, đó là tưởng. Thấy bằng cái thấy, mộng tưởng là cái thấy điện não. Biết bằng cái biết cái tâm mộng tưởng là cái biết điên đạo. Phải xa lìa cái điên đạo mộng tưởng, tức thân thành Phật, vào chơi trốn trốn niết bàn. À, cho nên là mình sống là trong mỗi giờ mộng, mộng kia nó có người mộng kia. Thức mở mắt dây mà mất mộng. Thức mở mắt tưởng là một việc cả là cũng nên rồi, mà thức mà mở mắt mà vẫn mộng cơ. Thấy cái điều rất là giả hợp, là nguyên nhân của đau khổ. Vậy mà cũng vậy. Thế thì là dầu mở mắt mà yên như ngủ, dầu thức mà cũng giống như ngủ, sống trong mộng tưởng. Đó cho nên là để ý
để mà phải nhận chân cho được là các Phật vô sanh. Qua cái chư Phật ngộ vô sanh, khi mà cái sen á, mình đây là sen, con người của chúng ta đây là hoa sen mà. Đức Phật là hoa sen đó, còn những chúng ta là hoa sen đang nở mà. Mình phải, cái sen của mình nó phải nở lên, cái trí tuệ của mình nó phải nở lên để nhận chân được cái chân lý là vô sanh. Vạn pháp vô sanh, sanh không có thật sanh, sanh đó là duyên sanh, mà duyên sanh thì nó tan biến, nó sẽ sanh trụ gì việc thành trụ quả không sanh lão bệnh tử, giống như cái móng mấy cái cầu vồng, vì không có sanh cho nên rồi nó sẽ diệt, mà diệt cũng không có thật diệt. Hiểu được cái đó là Bồ Tát là bắt đầu tu tập con để có chỗ giải thoát giác ngộ, và Bồ Tát là muốn mau được quả vô lượng chánh đẳng chánh giác thì lấy cái tư tưởng đó mà đem mà truyền đạt và là dẫn dắt chúng sinh, thì Bồ Tát đó là Bồ Tát sẽ được mau thành vô lượng chánh đẳng chánh giác. Đây để làm này nói tới đó thôi. Thôi à, hôm nay từ đây ha, tôi triển khai một bữa trình tiết, tiếng hơn tiếng chút chút từ từ lớn, và các vị cũng vậy, nghe rồi tư duy rồi quán chiếu rồi tu tập chứ, cho nói nhiều hảo sẽ ngừng ở đây vậy. Cái này giờ tôi có quyển kinh này mà giờ tôi không biết để đâu, mà lẽ ra là tôi cũng phải coi liếc qua trước chứ, tình cờ mà đưa vậy á tôi chưa có phân câu phân đoạn được, có khi gì nói thôi hơi hơi rối rồi nha. Ở đây còn bộ nào hết tới đây về được hả? À rồi tôi để về tôi nghĩ qua cái rồi tôi về đây đi. Trong thân vô biên thề nguyện độ thiện tháo vô tận thề nguyện đoạn pháp muôn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện hành